Cả nhà yêu Lan, hôm nay mình có vài đơn Lan rừng Buôn Đôn. Mình tên là An, địa chỉ 49A xã Công Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại là 0 3321 55 318. Mình có 5 đơn. Hôm nay mình có đơn số 1 là 600k, là hoàng ngạn nguyên bản, gồm có 3 cây, 1 cây lá xếp, 1 cây và có 1 gồng nụ đang nụ, là 600k. Đơn số 2 là 450k, là cây nhạn, hoàng nhạn giống, gồm có 15 cây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cây hoàng nhạn giống đã có giá 450k. Đơn số 3 là 120, combo gồm có quế tím 1, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây mẹ bằng con, 7 cây, 8 cây sóc lão, 9 cây cây báo hỷ, 11 cây là cây sưng cá mẹ bằng con, 3 con, 120k. Qua đơn thứ tư có giá là 500k, là 2 cây Linh Xuân bản lá to thuần, có giá là 500k. Có một cây sóc nhỏ ở trong, đơn thứ năm là cây trâu ghép lụa thuần, với giá là 200k. Hôm nay em có 5 đơn. Gặp lại vào lần sau.